24. Bố, không phải con bảo bố mở quạt sao? Sao bố không mở? Cũng không nóng, mở quạt làm gì chứ? Chút tiền này tốn bao nhiêu tiền chứ? Tiết kiệm chút đó làm gì? Con đi lấy quạt cho bố. Bố! Bố còn chỗ nào không thoải mái không? Không có. Vừa nãy hơi chóng mặt, bây giờ đỡ rồi. Bố trúng gió rồi. Thời tiết nóng như thế, bố ở trong bếp còn không mở quạt, đương nhiên lại chóng mặt rồi. Bình thường trong bếp nhà chúng ta rất mát mà. Hôm nay kỳ lạ, không có gió. Bố mau uống canh đậu xanh đi, đỡ chóng mặt. Bố tự uống. Mấy hôm nữa con gọi người tới lắp điều hòa. Không cần. Không cần lãng phí tiền. Nhà chúng ta mát mà. Được rồi, con đi làm việc đi. Lát nữa bố sang. Bố nằm chút. Nào. Được rồi, không sao, không sao. Vợ à, vợ. Vợ à. Vợ à, trán em hơi nóng. Chúng ta thay đồ tới bệnh viện đi. Không cần đâu. Em ngủ chút là khỏe thôi. Anh yên tâm đi. Sao anh có thể yên tâm được? Đồng ý với anh. Sau này không được làm việc quá sức nữa, được không? Vừa nãy em nằm mơ, cứ khóc mãi. Em nằm mơ khóc sao? Đúng thế. Hơn nữa còn khóc rất là bi thương. Chúng ta ngủ thôi. Em đảm bảo ngủ dậy là sẽ khỏe thôi. Vợ, ngủ ở đây được không? Tránh em lại mơ thấy ác mộng. Ngủ đi, anh dỗ em ngủ. Thank you.
Nhà đầu thối này không đi làm sao? Sao vẫn chưa xuống chứ? Người đâu rồi? Cô y tá này, tôi muốn hỏi một chút. Tôn giai viên, đứng lại. Mẹ, sao mẹ lại ở đây chứ? Câu này mẹ phải hỏi con mới phải. Hôm nay không phải con nên đi làm ở lớp đàn piano nhân dân thứ ba sao? Đây là đâu? Con dạy cho mấy sao? Con nói mẹ nghe Tôn giai viên, con giấu mẹ làm những gì thế? Không phải mẹ thấy rồi sao? Con làm y tá ở đây. Y tá? Con đi Mỹ không phải học đàn sao? Sao con thành y tá rồi chứ? Khi con sang Mỹ du học, con đã đổi ngành học sang hộ lý rồi. Mẹ, con trưởng thành rồi, con không còn là búp bê sứ nữa. Cuộc đời con tự làm chủ. Con muốn mẹ tức chết đúng không? Con muốn mẹ tức chết đúng không? Mẹ, cứu giới, mẹ đang làm loạn ở bệnh viện đó. Dừng, con nói mẹ nghe, mẹ đang phạm pháp đó. Gây rối bệnh viện đúng không? Mẹ gây rối cho con xem, ông ấy bị bệnh tim. Chủ tịch, vừa nãy Tôn phó tổng gọi điện tới, nói là đang ở dưới tầng, muốn tới thăm ngài. Tôi biết ngài ông ấy sẽ quay lại tìm tôi mà. Con khỉ có thai da đổi thịt cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật tổ. Cô xem, sau khi Tôn đại chí từ chức, có thể làm gì ở ngoài kia chứ? Công ty chúng ta nếu không có tôi chống lưng, thì ông ta có thể lên chức phó tổng giám đốc không chứ? Đều là người lớn tuổi rồi, phải có nhận thức về bản thân mình đúng không? Đúng đó, hai người đều là bạn học cũ. Vậy ngài xem tôi có cần đi xử lý vị trí còn trống ở công ty hay không, xem là còn vị trí thích hợp với Tôn phó tổng hay không. Đúng đó, chúng tôi đều là bạn học cũ, chỉ cần ông ấy cầu xin tôi thì đành giúp ông ấy lần này thôi. Tôi là một con chim non. Tôn phó tổng, lâu rồi không gặp. Ngài sao vậy? Sao nào thần lộ? Bộ đồ này của tôi có đẹp trai không? Tôn đại chí, đây là công ty, ông mặc thành như vậy còn ra thể thống gì chứ? Bây giờ tôi đã không còn làm việc ở công ty nữa, tôi có mặc gì tới đây ông cũng không quản được. Ông nói như vậy, ông còn muốn về công ty sao? Tôi tới tìm ông không phải vì muốn về lại công ty. Tôi rất bận. Tôn phó tổng, tôi đi rót trà cho ngài. Không cần đâu. Đi thôi. Đi đâu? Ông đi với tôi. Tới rồi ông sẽ biết dạo này tôi đang làm gì. Tôi sợ ông không tìm được nên cố tình tới đón ông đấy. Đi thôi. Nào nào, ngồi đi. Anh đẹp trai, hôm nay sao tới muộn thế? Anh đẹp trai sao? Tôi đi đón tên này tới. Cái gì mà tên này chứ? Được rồi, đừng thế nữa. Ông không mệt sao? Tôi bảo này, bây giờ chúng ta không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè thôi. Dùng lời nói thời thượng bây giờ, đừng giả vờ nữa. Nào, muốn uống gì tự mình gọi đi. Tôi đoán người quen uống Lafite nhông cũng không gọi được đồ uống ở quán cà phê nhỏ này đâu. Để tôi gọi cho. Hai ly sữa tươi. Dân đại chí,
Ông cả ngày chỉ ở đây lãng phí thời gian sao? Sao gọi là lãng phí thời gian được chứ? Đây gọi là hưởng thụ cuộc sống. Ông hiểu không? Thật ra chuyện thường ngày của tôi rất nhiều. Chỉ là buổi chiều rảnh rỗi sẽ đến đây uống ly cà phê, thả lỏng chút. Thời gian còn lại ông làm gì? Bạn già, đã từng nghe tới câu này chưa? Khi còn trẻ, có tinh lực, có thời gian, nhưng không có tiền. Tới tuổi trung niên rồi, có tiền rồi, cũng có tinh lực, nhưng lại chẳng có thời gian. Đợi khi tới già rồi, có tiền rồi, có thời gian rồi, nhưng lại chẳng còn tinh lực nữa. Khiếm khuyết của đời người mãi mãi là có ba thiếu một. Ông xem bây giờ tôi dễ dàng gì mới có thời gian, nhưng lúc tinh lực vẫn còn, chi bằng vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Tôi bảo này, bây giờ thế hệ 9X, 10X có nhiều kiểu chơi lắm. Cái gì mà trượt dán, xe leo núi, tôi cũng lái xe đến Tây Tạng nữa. Ông muốn dùng tiền nghỉ việc để chơi bời sao? Ông định cả đời này đều sống như thế sao? Giang Yến có biết bộ dạng điên điên dở dở này của ông không? Chờ tôi hưởng thụ xong thanh xuân ngắn ngủi này, tôi sẽ lại đi tìm lý tưởng đã thất lạc của tôi. Đại chí, tôi có lòng tốt nhắc nhở ông, đều là người có tuổi rồi, cứ sống như thế sẽ có một ngày ông hối hận đó. Tôi không hối hận đâu. Chỉ cần trái tim không già, người sẽ không già. Được rồi, không dễ gì tới thứ sáu, chúng ta nên tìm trung tâm massage, massage chân đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Massage chân sau, đó là cuộc sống của người già. Chúng ta nên tới hợp đêm, đi nhảy múa. Đến đó rồi mới có cảm giác thanh xuân, mới được kết tình tứ phương. Nhưng ông mặc vậy quá lỗi thời, chắc sẽ bị người ta đuổi ra ngoài đó. Tôi không đi, ông nhất định phải đi sau. Cũng không nhìn xem, mặt đầy nếp nhăn rồi, còn giả vờ trẻ tuổi. Anh đẹp trai, đến uống cà phê sao? Đúng đó, hôm nay dẫn theo phụ huynh tới sao? Cái gì mà người nhà, đây là bạn học của tôi. Thôi đi, nhìn là biết phụ huynh của anh rồi. Còn là một phụ huynh đáng yêu nữa. Cái gì chứ? Nào nào, anh đẹp trai, chú đáng yêu này, hôm nay ba thế hệ thanh niên, trung niên, lão niên chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi. Được được, nào nào, chụp đi mà. Nào, 1, 2, 3, cười. Giang tổng, phòng ở độ giả thôn đặt xong rồi. Thời gian nhận phòng là 7 giờ tối nay. Thời gian trả phòng là 2 giờ chiều mai. Được, cảm ơn cô, vất vả rồi. Đúng rồi, phía chú Lưu cô đã tới thăm hỏi chưa? Tôi đã mang quà tới giao cho vợ chú ấy rồi. Vợ? Chú Lưu nói với tôi, vợ chú đã mất rồi mà. Không phải cô tặng nhầm đó chứ? Tôi tìm tới địa chỉ trên đơn xin việc. Tới đó thì gặp một bác gái. Bác ấy nói với tôi, bác ấy là vợ của Lưu Vạn Phúc. Chú Lưu không phải có vợ mới rồi chứ? Được rồi, vất vả rồi, cô đi làm việc đi. Alo, chồng à. Vợ, sao rồi? Cơ thể khỏe hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi, em uống thuốc rồi. Thật sự không sao chứ? Sao nghe giọng em vẫn hơi khàn thế? Chỉ là sốt nhẹ thôi, đừng quá lo. Anh như thế sẽ khiến vợ anh càng ngày càng nhõng nhẽo đó. Không phải anh đang trách em, anh đang có việc muốn xin em. Vợ, hôm nay tan làm sớm được không? Anh tới đón em. Sao thế? Là thế này. Tối nay công ty có một cuộc họp thương nghiệp. Công ty đối tác hy vọng anh có thể dẫn theo luật sư chuyên nghiệp Trúc đi cùng. Anh chẳng phải là gần quen được anh Lộc sao? Vậy nên có thể phiền em tới cứu viện không? Cứu viện cũng được thôi, nhưng mà đột ngột quá, em chẳng chuẩn bị gì cả. Em chuyên nghiệp thế còn phải chuẩn bị gì chứ? Đợi anh đón em nhé. Vậy được, em sẽ cố hết sức. Tạm biệt.
Đây là nơi họp sao? Đúng đó, cuộc họp kiểu nghỉ dưỡng. Đi thôi. Xin mời. Vợ, bây giờ anh nói với em lưu trình chủ yếu của cuộc họp. Đầu tiên em ăn chút gì đi. Chồng sẽ nấu cho em một bữa ăn tình yêu. Sau đó em ở đây thả lỏng một chút, nghỉ ngơi một ngày. Nhất Vân, xin lỗi, anh nói dối em đó. Nhưng nếu anh không nói dối em, sao em có thể cùng anh tới đây chứ? Không cần khen anh. Anh làm vậy cũng vì bản thân anh thôi. Dạo này công ty hơi bận, anh sợ không có thời gian ở bên em. Vậy đi, anh đi chuẩn bị đồ cho em. Em thay đồ rồi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy có thể thưởng thức bữa ăn tình yêu của chồng rồi. Tôi về rồi. Bố, cuối cùng bố cũng về rồi. Bố nhìn đi, mẹ, mẹ muốn đánh con. Dừng tay. Mẹ, mẹ đang bạo lực gia đình đó. Bạo lực gia đình đúng không? Con còn nói mẹ làm loạn ở bệnh viện. Mẹ nói con nghe, mẹ làm loạn cho con xem. Mẹ, mẹ ra tay tàn nhẫn quá đó. Tôi không cố ý đâu. Nhẹ thôi. Biết thế mà nãy bà còn ra tay mạnh như thế. Ai bảo ông không tránh đi chứ? Bà còn nói tôi, trong nhà có con gái làm y tá, không phải rất tốt sao? Nó mà chơi piano, có thể băng bó mũi cho tôi không? Im miệng. Cũng thật là chuyện lớn như vậy mà con cũng không bàn với người lớn trong nhà trước. Có phải thấy anh Gia Hào làm bác sĩ rất là uy phong nên con mới quyết định làm bác sĩ hay không? Tôi biết ngay mà, chắc chắn thằng Gia Hào đó làm hư rồi. Không đâu, là con tự quyết định đó. Con còn thấy có lý sao? Thật sự mẹ không hiểu. Làm y tá phục vụ người khác so với chơi piano là cao thượng đẳng cấp hơn sao? Con nói rõ cho mẹ nghe, rốt cuộc tại sao đổi chuyên ngành? Lẽ nào làm y tá là giấc mơ của con sao? Đúng, đó là giấc mơ của con. Là giấc mơ thì bố ủng hộ. Giấc mơ? Ông quên rồi sao? Con bé nhát gan lắm, hồi nhỏ lấy có chút máu cũng sợ tới mức ngất đi. Từ bao giờ làm y tá là giấc mơ của nó rồi chứ? Chắc chắn là vì thực tập sinh bác sĩ 3 năm trước của nó. Không sai. Con muốn khiến mẹ tức chết hay sao? Mẹ, mẹ nghe con nói đi. Ban đầu con làm y tá đúng là vì anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy có bạn gái rồi, con cũng từ bỏ rồi. Vậy nên bây giờ con vẫn làm việc này chính là vì công việc này có thể giúp đỡ rất nhiều người. Mẹ nói con nghe, lập tức từ chức. Con nghĩ mà xem, làm y tá ngày nào cũng phục vụ vệ sinh, người nhà hào môn gia thế, có ai sẽ để mắt tới con chứ? Bà nói là tới các bác trung và âm nhạc. Con xem bây giờ tự nhiên con làm như thế này đây. Yên tâm đi, chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành y tá không tới dạy nhạc ở bác trung được đâu. Vậy phải làm sao? Ông tìm cách gì đi, mau chóng làm ra một chứng chỉ tốt nghiệp học viện âm nhạc. Bà điên rồi hả? Bà chỉ nghĩ mình muốn gì? Bà chưa từng hỏi tới suy nghĩ của gia viên. Đúng. Mẹ, tại sao mẹ không hỏi con rốt cuộc con nghĩ cái gì chứ? 3 năm trước mẹ đồng ý với con, chỉ cần con đi Mỹ du học, sau khi về nước cuộc đời của con sẽ cho con quyết định. Nhưng sau khi con về nước vẫn giống hệt như trước đây, mẹ thậm chí còn kiểm soát cuộc sống của con hơn nữa. Vậy thì sao? Mẹ nói con nghe, đời này mẹ là mẹ con, tất cả mọi chuyện của con mẹ nói là được.
Mẹ, nếu mẹ cứ không giữ lời như thế thì những lời mẹ nói đối với con không còn chút tín nhiệm nào nữa. Con, vậy nên con sẽ không nghe lời của mẹ nữa. Gia Viên, Gia Viên, Tôn Đại Chí, tôi nói cho ông nghe, đứa con gái này do ông chịu hư. Ông mau chóng, đi dạy nói lại đi. Đi. Theo tôi, người nên dạy dỗ không phải là Gia Viên mà là bà đó. Ông làm gì thế? Muốn làm phản chứ gì? Làm phản? Nhìn mũi tôi đi, có thể làm phản được không? Anh làm gì thế? Anh đang làm nước ép hoa quả cho em. Khi mới tới Mỹ, anh không thích ứng được cuộc sống bên đó. Mẹ của bạn anh thường làm nước ép hoa quả cho anh. Nước ép của cô ấy rất ngon, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Cô ấy nói cô ấy thường làm nước ép cho trẻ nhỏ. Sau đó anh cũng học được cách làm, tự chăm sóc mình. Anh coi em là trẻ con sao? Không phải sao? Nào, ngồi đi. Anh làm nhiều món như thế, em nên ăn món nào trước đây? Nếm thử nước ép đi, là vi khuẩn có lợi đó. Sao anh không hỏi em có ngon không? Anh biết em nhất định sẽ khen là rất ngon. Thật sự rất ngon. Em xem, anh đoán không sai mà. Vợ à, sau này đừng vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà cảm động nữa. Anh là chồng em, anh nên đối tốt với em mới đúng. Hơn nữa, những chuyện anh làm cho em còn chẳng bằng 1/10 những chuyện em làm cho anh. Em tốt với anh như thế nào chứ? Thật ra anh có thể nhìn ra được. Khi em sống trong nhà, thật sự không thoải mái. Tính tình của mẹ không tốt. Em vẫn luôn giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt của bố mẹ anh. Tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Anh thấy những cô gái khác sẽ không làm tốt được như thế. Những cô gái khác đều ngưỡng mộ em. Có thể gả cho một người chồng tốt như anh. Em xem, em đã vì những chuyện đương nhiên này cảm động rồi đúng không? Vợ à, em hứa với anh, sau này gặp phải những chuyện không thuận lợi, em phải nói cho anh biết. Em nói em phải đi họp, anh lập tức sẽ hiểu. Sau đó dẫn em đi nghỉ ngơi. Đây là bí mật của hai chúng ta. Ăn đi. Ăn bánh mì trước. Cô Từ, khi tôi không ở nhà,
Bà sống như thế sao? Hiếm khi thả lỏng một chút mà. Đúng lúc Nhất Bân và Hạ Hy nói hôm nay phải họp, sẽ về muộn. Nhất Minh và Nhất Sang cũng nói sẽ về muộn. Tôi làm sao biết được ông về sớm chứ? Tôi còn nghĩ ông không về ăn tối chứ. Người trưởng thành bây giờ đều thích kiểu đáng yêu sao? Đáng yêu là gì thế? Chính là đáng yêu đó. Cô Từ, tôi thấy bộ dáng có giáo dục của bà hơn 30 năm rồi, bỗng nhiên nhìn thấy một mặt đáng yêu của bà, đúng là mở mang tầm mắt. Tôi rất đáng yêu sao? Đúng đó. Bởi vì sự đáng yêu của mọi người, tới bây giờ tôi vẫn chưa được ăn cơm nữa. Vậy nên phiền bà lau sạch chiếc miệng đáng yêu của bà, dùng đôi tay đáng yêu của bà nấu cho tôi một bữa cơm đáng yêu đi. Đáng yêu. Đáng yêu. Kết hôn bao nhiêu năm rồi? Ông ấy cổ hủ thế, lần đầu tiên nói mình đáng yêu. Tâm trạng thật tốt. Người đáng yêu là mình sẽ đi nấu cơm cho ông ấy. Tối nay cùng ăn cơm đi. Sao bỗng nhiên lại sóng yên biển lặng như thế chứ? Là mình đã bỏ qua gì rồi sao? Có thể hẹn mình dạo phố đã là chuyện tốt rồi. Giáo sư Tôn, bác sĩ Giang, 10 phút nữa tôi có cuộc phẫu thuật. Nhưng nhìn cô đã thay đồ xong hết rồi, hôm nay cho cô nghỉ phép. Thật sao? Cô nhanh có tình người. Cô có ý gì? Trước đây tôi không phải là người sao? Không phải, anh y thuật cao minh, giống thần tiên. Cho cô 3 giây biến khỏi tầm mắt của tôi. Sau 3 giây tôi sẽ thu lại quyết định. 1, đi đây. No quá. Anh nhìn bụng em này. Vậy đi thôi. Đi luôn sao? Vậy em đi thanh toán. Ở đây không đắt, để anh thanh toán đi. Được, vậy anh đi đi. Đợi lát đưa em về nhà. Anh đưa em về nhà hả? Liệu anh có kịp bắt chuyến xe về không? Không sao, anh đi taxi về cũng được. Bác sĩ Đông Húc, sao hôm nay anh đối tốt với em thế? Đi dạo phố với bạn gái, đưa bạn gái về nhà, không phải là chuyện mà đôi tình nhân nên làm sao? Trước đây anh chưa từng làm, nên giờ bù đắp cho em. Thời gian qua khiến em tủi thân rồi. Không tủi thân, chúng ta làm lành rồi. Tất cả đều qua rồi đúng không? Đi thôi. Đi. Khu này yên tĩnh thật. Em thường một mình đi bộ về khuya như thế sao? Không sợ sao? Không đâu, ở đây có bảo vệ làm việc 24/24 mà. Hơn nữa ra vào cũng cần có thẻ. Người bình thường không thể tùy tiện ra vào. Tới nhà em rồi. Là ở đây. Quá ra 3 năm nay nơi Hạ Hy sống trông như thế này. Sau ngày mai em lái xe đi làm đi.
không cần giả vờ trước mặt anh, đi xe buýt hay tàu điện ngầm đâu. Nếu có thể hưởng thụ cuộc sống thì không cần thiết phải chịu khổ. Đông Húc, anh sao thế? Em có chút không quen anh như thế. Nước Sen, em vì được ở bên anh mà đã mất đi thú vui và tiện lợi của cuộc sống thường ngày. Anh không nhẫn tâm nhìn em chịu khổ. Ý gì thế? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang nghĩ điều mà em đang nghĩ. Em thông minh như vậy, chắc đoán được rồi đúng không? Đông Húc, Nhất Sen, chúng ta chia tay đi. Đông Húc, anh nói em nghe, rốt cuộc em sai chỗ nào? Anh nói đi, em có thể sửa. Vì anh em có thể sửa. So với anh, những bữa cơm hào hoa kia, những chiếc xe đắt tiền kia, đối với em chúng không là gì hết. Em không sai, là vấn đề của anh. Anh thích một người có hoàn cảnh gia đình giống anh là em. Bởi vì thế giới của Giang Nhất Sang là cô nhi, rất đơn giản. Anh chỉ cần nỗ lực làm vài chuyện là có thể mang lại cho em niềm vui và sự ấm áp lớn. Em như thế khiến anh cảm thấy rất là thân cận, rất thoải mái, giống như người thân vậy. Nhưng em của bây giờ, thế giới quá phức tạp. Tất cả mọi thứ anh có thể mang lại cho em, trong mắt em chỉ là hạt cát nhỏ. Mặc dù em sẽ giả vờ là em rất vui, em không hề giả vờ vui vẻ. Em thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Thật đó, anh hiểu lầm em rồi Đông Húc. Sự vui vẻ của em là sự kích thích và mới mẻ của tình yêu. Nhưng kết hôn không phải như thế. Chuyện của hai người là chuyện của hai gia đình. Anh đã từng nghĩ về gia cảnh nhà em. Chúng ta không thể nào đi tới cuối cùng được. Nếu bây giờ cưỡng ép ở bên nhau, chỉ mang lại tổn thương cho người nhà em và người nhà của anh thôi. Anh vì đâu mà quyết định chúng ta không đi tới cuối cùng được? Bởi vì anh đã từng thử. Anh không thể nào chấp nhận được một Giang Nhất Sang con nhà giàu có. Em về đi. Đông Húc, sao anh có thể lạnh lùng với em như thế? Sao anh có thể lạnh lùng nói chia tay với em như thế? Em không tin anh sẽ tuyệt tình như thế. Chúng ta bên nhau 3 năm rồi, anh không có chút tình cảm nào với em sao? Những lời anh nói anh đã nói xong rồi. Nếu em không vào thì anh đi trước đây. Chăm sóc bản thân cho tốt. Xin lỗi, anh nhất định phải chia tay với em. Anh không thể khiến Hạ Hy mất đi hạnh phúc mà chế không dễ gì mới có được. Anh không thể làm tổn thương chị ấy. Mẹ, chúng con về rồi. Không phải hai đứa đi học sao? Sao về sớm thế? Bởi vì Nhất Bân phải về làm cơm cho mẹ đó, đúng không? Anh ấy biết mẹ thích ăn mì Ý, nên lần này đã tối học ở khách sạn đó. Thật sao con trai? Anh ấy còn nói sẽ tự làm, không cho con giúp đâu. Vậy em thật sự không giúp đâu nhé. Đương nhiên không cần em giúp rồi. Mẹ, mì Ý của nhà chúng ta hôm nay một mình con sẽ đảm nhiệm. Mọi người nhìn kỹ nhé.
Mẹ, mẹ ngây ra làm gì? Mỹ anh con làm, ngon lắm đó. Mẹ mau nếm thử đi. Có gì đáng vui chứ? Người giống dĩ nên làm việc ở bên ngoài, không cần thiết phải mặc tạp dề ở nhà nấu cơm. Bố, thế là bố không hiểu rồi. Thời đại bây giờ tiêu chuẩn của đàn ông tốt, bố biết là gì không? Ra xã hội được thì về nhà cũng được, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Bố, bố đã quá thời rồi. Con nghĩ lời con nói rất là thời thượng sao? Đàn ông thì nên làm chuyện đàn ông nên làm, phụ nữ thì nên làm chuyện phụ nữ nên làm. Phụ nữ nên xử lý việc nhà cho tốt. Mấy nghìn năm đều như thế rồi, không phải sao? Đương nhiên là vậy rồi. Nhất Bân chỉ cảm thấy anh ấy chưa từng nấu cơm cho mẹ ăn lần nào. Anh ấy muốn tỏ lòng hiếu thảo. Mẹ, nhờ phúc của mẹ mà hôm nay lần đầu tiên con được ăn cơm Nhất Bân nấu đó. Cảm ơn mẹ. Tốt. Mẹ, khi còn nhỏ anh không phải thường xuyên chơi canh mẹ nấu nhạt sao? Bây giờ mẹ nếm thử đi, đến lúc báo thù rồi. Nấu mì của anh ấy rất không ngon. Mẹ con làm gì nở chê bai chứ? Sao bà không nói gì đi? Không phải nên mở miệng. Đây là cơm mà Nhất Bân nấu. Đây là cơm con trai tôi đích thân nấu. Con trai, cảm ơn con. Mẹ thật sự rất vui. Mẹ, mẹ mau ăn đi. Không, quá đáng tiếc. Mì ngon như thế, mẹ em gái nhất sang của con không có ở đây. Nó đúng là không có phúc hưởng mà. Mẹ, để bù đắp tiếc nuối của mẹ, đợi sau khi em gái về, nhất định con sẽ tự nấu cho em một lần nữa được không? Không cần đâu, một lần này là đủ rồi. Cảm ơn con. Được rồi, mẹ cũng đói rồi. Ăn cơm đi, ăn cơm. Được, ăn thôi. Chị Nhất Sang. Chị Nhất Sang, sao trông chị lại tiều tụy thế? Gia Viên, Tổng Húc chia tay với chị rồi. Sao có thể chứ? Sau khi anh ấy biết được gia cảnh của chị, không phải sau khi Nghĩ Thông sẽ làm lành với chị sao? Sao đề nghị chia tay rồi? Chị cũng không biết anh ấy nghĩ như thế nào. Anh Đông Húc có phải vẫn chưa nghĩ thông về sự khác biệt giàu nghèo không? Anh ấy chắc chắn cảm thấy chị có thể tìm được một người có gia cảnh tốt hơn anh ấy, vậy nên mới rời xa chị. Hai người nói chuyện lại đi. Không có tác dụng, chị đã nói rồi. Anh ấy không muốn nói chuyện với chị. Anh ấy nói không còn gì muốn nói với chị nữa. Còn nói chị đừng tới nhà của anh ấy, nghiêm trọng vậy sao? Gia Viên, em giúp chị đi. Em giúp chị hẹn anh ấy. Nhất định chị phải làm rõ mọi chuyện. Chị không thể từ bỏ anh ấy. Em hẹn anh ấy sao? Em hẹn anh ấy càng không đồng ý đâu. Em cứ nói chị uống nhiều rồi, giống như lần trước đó. Chị Nhất Sang, không phải chị không biết, em là vì không cách nào đối diện với anh Đông Húc, vậy nên mới xin chuyển tới bộ phận khác. Chị biết làm vậy sẽ làm khó em, nhưng chị cũng không biết nhờ ai giúp nữa. Thật sự chị không thể chia tay với anh Đông Húc được. Gia Viên, em giúp chị đi. Em giúp chị hẹn anh ấy đi, được không?